Anh thấy đồ này thế nào anh? Em thấy em hay mà đẹp mà. Thì em thấy một kia em lại đổi một này. Chắc là 9 là 1. Chút phải to rồi. Gần đây có những anh em nào như mình cũng phụ dàn như thế này để chúng giới thiệu cái giới thiệu cho em. Cái giới thiệu này thì hôm với em giới thiệu nhiều rồi. Sau một quãng thời gian di chuyển 2 tiếng đồng hồ thì đội ngũ kỹ thuật JICA đã đến Thủy Nguyên Hải Phòng. Nhà của anh Dương là ở trong ngõ sâu nên là anh em là đang nghiên cứu là để kéo loa vào trong. Nhìn thế nào ấy, đồng kia loa to. Đây anh đặt một đầu xuống dựng xuống đó. Cho em xem là phòng này có cái ốc thì ngon lắm anh nhỉ. Thế này nhà anh mà có xe con thì anh đánh vào làm sao được? Nhà anh đây hả anh? Đủ ngôi nhà đắc địa đấy nhỉ. Đây không cần núi lắm nhưng mà kề nước không anh. Không thủy cái này đẹp rồi. Ôi cây rau nhà anh cao thế. Hôm nay thì em để dưới cũng lâu vì là cái này thì em thấy nó hay.
chất lượng để em mới lấy bộ này. Vì đầu kia em mới lấy, em có mấy hôm thôi. Thứ 931 em mới lấy. Em thấy bộ này nó nghe nó nhiều từ tiếng nó hay hơn thì em lấy bộ này. Cầm loa nhiều rồi thì nó sạch sẽ hơn. Nhưng mà anh Dương thế nào cũng cái đạo đức này đang mê cháy bùng cho đang nghe thầy. Vâng. Nhất là Hải Phòng. Cảm ơn anh Dương nhá. Vâng, cảm ơn chị nhá.